Alo. Alo. Mẹ con mình chào mấy anh chị nha. Thì mèo ngủ dậy làm cho một bình sữa rồi. Thì bây giờ mèo sẽ nằm để tự chơi. Mèo sẽ nằm để tự chơi. Mình thích cái phong cách ăn bận của bạn ấy quá. Cái áo như một cái tã vậy thôi. Mặc dù bên đây trời không khí đang rất là lạnh nhưng mà ở trong nhà có máy máy hít máy sưởi á nên là cũng không có đến nỗi, nên là mèo được ăn bận thoải mái với cái thằng này á. Mà bó nó bận đồ giày hay là gì á là nó chịu không nổi, nó la làng dữ lắm. Buổi tối á thì mèo được nằm ở trong một cái túi, giống như cái người ta gọi là cái túi ngủ á, mèo nằm trong đó nên là mình cũng không có sợ cái tình trạng là đắp mền là con sẽ quơ quàng mền đi lên trên mặt đồ đó, nên rất là an tâm. Bây giờ con nằm đây con chơi nha nha, mẹ đi làm công chuyện nha. Khui ra coi hôm nay là cái gì. Mình nhớ là mình có mua cái điệu, một cái điệu cho thằng mèo với nước, giống như mấy cái viên mà để xả đồ cho em bé. Mình không có xài nước mà mình xài dạng viên. Mèo thì nó xài giặt đồ với lại xả đồ riêng của nó, mình sợ bị kích ứng da nên mình mua riêng cái loại mà của em bé. Cái này là xả vải riêng cho nhà xài. Giặt đồ à, mình thấy mấy cái này nó tiện nè, nó từng viên á, nó tiện hơn. Mình cứ bỏ bao nhiêu đồ mình bỏ vài cục vô rồi xài, nó tiện hơn là cái nước hoặc là bột. Mỗi lần giặt cái rinh đổ vô trong máy giặt phiền quá, mệt quá, thấy nó lâu quá. Cái này cũng tiện nữa, rót nắp đổ vô chung luôn, cái lúc mà mình giặt đồ á nó hiệu quả. Thơm nữa, thơm hơn là nước luôn á nha cả nhà nè, thơm hơn là nước luôn. Rồi hai món, vậy là còn tổng cộng hai món nữa chưa về. Bữa trước á em có mua, tại vì mèo nó ngứa ngứa nú á, là em có mua cho nó mấy cái này. Nhưng mà cái phần này á thì nó đeo vô tay của nó hơi bị bự, với mèo nó chưa biết nắm hẳn nữa. Thì ở trong nó có một một bộ, nó có hai cái như vậy nè mấy anh chị đó. Thì em nghĩ là cái này á thì nó hợp hơn với mấy đứa mà chưa có răng, như mèo nó hơi ngứa thôi thì cái này nó mềm. Còn cái phần này á nó cái ở trong đây nó có hai loại mà nó cứng quá à. Cái này nó cứng quá, cái này nó cứng quá đi, nên hôm bữa á nè, cái phần này em nghĩ là dành cho mấy đứa mà có răng nó hơi nhú nhú rồi đó, tại vì nó có cái phần gai gai như vậy nè đó. Bên này cũng vậy, hôm bữa con mèo đó nè nó cứng lắm, hôm bữa con mèo nó ngậm cái này á thì nó bị nhợn ra, nó ói ra. Thì cứ em nghĩ là cái này nó cứng quá, còn cái này bữa giờ nó chơi cái này nè thì không có bị cái gì hết. Mà em thấy cái này ok nha mấy chị, mình mua thử cho con mình xài ha. Với thêm một cái vô chi nữa mà em mua cho con mèo, em thấy nó dễ thương quá mà em nghĩ cái này cũng rất là ok. Ở trong cái hộp á nó có một cái, cho mình một cái sợi dây giống như là dây mà để mình đeo vô cái nấm vú mà mình gắn vô trong áo của con mình á, cho nó đừng có rớt đó. Hay dễ thương lắm mấy chị, em mua cho nó nè. Cái này vừa làm cái nấm vú bú luôn. Ở trên đây á, người ta theo theo như cái hướng dẫn, người ta nói hai con mắt này dùng để chơi cho con nít khi mà nó lớn lớn nó biết rồi đó, nó chơi đó, nó cứ chơi. Còn cái phần này, tất cả cái phần này là rất là mềm, nó cắn nó đồ được luôn nên nó đỡ ngứa nú. Nhưng mà tại vì á, mèo nó còn nhỏ nó chưa biết nắm như vậy, nó nắm được hơi nó sẽ rớt đó. Nên mà hôm bữa em thử cho nó ngậm cái này nó thích nè. Nhìn dễ thương ghê không. Em nói thiệt, em lên em thấy cái gì á dễ thương á em cũng mua về cho nó hết trơn á.
ghiền mua riết ở nhà, khi mà con này nó một ngày nào nó không mua đồ nó chịu không nổi, ghiền mua rồi. Thấy không, chú trốn tiền với anh quá mà. Thấy không, thấy không, nó trốn tiền quá, nó trốn tiền quá mà. Coi mặt nó kìa, coi mặt nó là ai làm á. Con chơi này không, con chơi này không, nè con chơi này không. Nè con chơi này không, cô quay gần lại cho cả nhà mình coi con nó nè. Thích rồi, em thích rồi. Con thích không? Hả, con thích không? Con thích cái đó không? Đang tìm hiểu đó mấy chị. Đang tìm hiểu cái này là cái gì đó. Hồi tối qua lười bú quá à. Hồi tối qua bú có một bình này mà em pha nó 5 ao mà nó cũng không bú hết. Mà cũng nhơi thôi, còn có nửa ao thôi, thôi kệ đi. Em không muốn ép nó, tại khi mà mình ép á, mình cảm giác như là nó, thứ nhất là nó cũng khó chịu, nó không muốn bú nó cũng khó chịu. Mà cái cảm giác mà mấy chị biết á, nó con mình mà nó không bú á, mình cũng rất là khó chịu, mình kiểu mình bị stress luôn, mình bực bội cái gì á. Nên em nói thôi kệ đi, bây giờ khi mà nó muốn bú á thì cho nó bú, rồi khi mà nó không muốn bú nữa thì thôi rút bình. Chứ cái ngồi em ngồi hoài nó em cũng mệt, và nó cũng mệt, nó em ép nó hoài, nhiều khi nó không muốn bú á nó cũng mệt nữa. Nên là thôi kệ đi, khi nào mà con nó muốn bú thì cho nó bú thôi.